tiền được đón nhận đó là 196.100.000 đồng. Và tiếp theo đó là số tiền quyên góp 5 triệu đồng từ các cô là cô Liên, cô Liễu, cô Ly. Các cô cũng là FC của ca sĩ Hồ Văn Cường ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Dương Tấn Phúc, đại diện của FC ca sĩ Hồ Văn Cường tiến lên sân khấu. Và trân trọng kính mời ông Phan Ngọc Tuấn, phó bí thư phụ trách huyện đoàn cùng tiến lên sân khấu để đón nhận số tiền. Và thưa quý vị, vậy là chúng ta đón nhận được là 201.100.000 đồng. Xin chào một tràng pháo tay, chân thành cảm ơn FC ca sĩ Hồ Văn Cường đã ủng hộ cho chương trình. Sắp đến từ ca sĩ Đan Chi, kính mời quý vị cùng thưởng thức.